Chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến môn toán lớp 1 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Cô rất vui khi được đồng hành với các em trong tiết toán này. Hôm nay cô và các em tìm hiểu chủ đề phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Bài hôm nay các em sẽ học đó là bài phép cộng trong phạm vi 10, tiết 3. Sách giáo khoa trang 58, 59. Bây giờ các em mở sách giáo khoa ra, chúng ta cùng nhau học nhé. Tiết học hôm nay các em cùng cô thực hành làm các bài tập trang 58, 59. Bài tập đầu tiên hôm nay các em thực hiện đó là bài 5. Bài tập 5 yêu cầu làm theo mẫu. Các em hãy quan sát các chiếc xe. Trên mỗi chiếc xe đều mang một con số. Chiếc xe đầu tiên mang số 7. Chiếc xe thứ hai mang số 8. Chiếc xe thứ ba mang số 9. Chiếc xe thứ tư mang số 10. Trên mỗi chiếc xe đều chở các kiện hàng mang phép tính. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em làm bài này. Các em hãy quan sát chiếc xe đầu tiên. Chiếc xe này mang số 7, tức là các em phải lập các phép tính cộng trong phạm vi 7, có kết quả là 7. Muốn làm được, các em phải nhớ lại bạn tách gợp số 7. Với mọi trường hợp tách gợp, các em viết phép cộng tương ứng. Ví dụ, gộp 6 và 1 được 7, viết phép cộng 6 cộng 1. Gộp 5 và 2 được 7, viết phép cộng 5 cộng 2. Như vậy, 4 cộng mấy bằng 7? Muốn biết, các em đọc, gộp 4 và 3 được 7. Vậy, chỗ hỏi chấm các em điền là số 3. Viết phép cộng 4 cộng 3 các em hãy bấm dừng video lại để điền số ở hội chấm trên các chiếc xe còn lại giúp cô nhé. Các em đã làm bài xong chưa? Bây giờ các em sẽ cùng cô sửa bài. Đầu tiên chúng mình sửa hình chiếc xe số 8. Với cách làm cô vừa hướng dẫn, chúng mình điền số nào vào những chỗ hỏi chấm. Điền số bằng cách dựa vào bảng tách gộp số 8. Như vậy ở phép cộng 7 cộng hỏi chấm, cô điền số 1. 6 cộng hỏi chấm, cô điền số 2. 5 cộng hỏi chấm, cô điền số 3. 4 cộng hỏi chấm, cô điền số 4. Kết quả của các em có giống với cô không nào? Tiếp tục, chúng mình chuyển sang chiếc xe mang số 9. Ở chiếc xe này Phép tính đầu tiên 8 cộng hỏi chấm, cô sẽ điền số 1. 7 cộng hỏi chấm, cô điền số 2. 6 cộng hỏi chấm, cô điền số 3. 5 cộng hỏi chấm, cô điền số 4. Cô vừa hoàn thành các phép cộng trên chiếc xe mang số 9. Bây giờ cô sẽ chuyển sang chiếc xe mang số 10. Phép tính đầu tiên 9 cộng hỏi chấm, cô sẽ điền số 1. 8 cộng hỏi chấm, cô điền số 2. 7 cộng hỏi chấm, cô điền số 3. 6 cộng hỏi chấm, cô điền số 4. 5 cộng hỏi chấm, cô điền số 5. Như vậy, cô đã hoàn thành xong các phép tính cộng ở xe số 10. Bây giờ, các em cùng cô đọc lại các phép tính trong bài 5 nhé. 6 cộng 1 bằng 7, 5 cộng 2 bằng 7, 4 cộng 3 bằng 7, 7 cộng 1 bằng 8, 6 cộng 2 bằng 8, 5 cộng 3 bằng 8, 4 cộng 4 bằng 8, 8 cộng 1 bằng 9, 7 cộng 2 bằng 9, 6 cộng 3 bằng 9, 5 cộng 4 bằng 9. 9 cộng 1 bằng 10, 8 cộng 2 bằng 10, 7 cộng 3 bằng 10, 6 cộng 4 bằng 10, 5 cộng 5 bằng 10. Như vậy, các em đã hoàn thành. Xong bài tập 5. Các em đã làm theo mẫu và điền được các số cần thiếu của phép tính. Bài tập tiếp theo là bài 6. Trong bài tập này, yêu cầu các em tính kết quả của phép tính cộng. Ví dụ ở đây, cô có phép cộng 1 cộng 8 bằng mấy? Muốn biết 1 cộng 8 bằng mấy, các em thực hiện bằng cách góp lại. Như sau, gộp 1 và 8 được 9. Các em sẽ điền vào đây số 9. Bây giờ, các em có thể bấm dừng video lại và thực hiện các phép tính. Các em đã làm bài xong chưa? Bây giờ cô và các em cùng chữa bài nhé. Theo cách hướng dẫn của cô thì 1 cộng 7 sẽ bằng 8. 2 cộng 6 bằng 8. 2 cộng 7 bằng 9. 3 cộng 6 bằng 9. 3 cộng 5 bằng 8. 4 cộng 4 bằng 8. 4 cộng 5 bằng 9. Các em vừa hoàn thành xong bài tập số 6. Bây giờ chúng mình cùng thư giãn. 1 2 3 Nâng cánh tay với lấy ông mặt trời Hai bàn tay chạm vai rồi bê lắc lắc cây hồng Chân bé nâng thật cao bước đều cùng bước nhịp nhàng Rồi bé xoay một vòng cùng cười to lên nào Ha, -ha. Các em hát mệt mỏi chưa Chúng ta cùng tiếp tục làm bài tập nào. Cô và các em chuyển sang bài tập 7. Bài tập 7 yêu cầu như sau: Giúp đà điểu tìm trứng. Đây là các quả trứng của hai con đà điểu trong tranh. Các quả trứng này đều ghi phép tính cộng. Các em hãy quan sát trên mình các con đà điểu. Còn thứ nhất thì mang số 10, còn thứ hai mang số 7. Các em hãy tìm cho cô các quả trứng đều ghi các phép tính có kết quả là 10 thì các em sẽ mang các quả trứng đó đến cho con đà điểu số 10. Nếu quả trứng có ghi phép tính có kết quả là 7 thì các em mang đến cho con đà điểu số 7. Bây giờ cô làm mẫu cho các em thấy. Đầu tiên, cô thấy quả trứng có phép tính cộng 2 cộng 5 bằng 7. Cô mang đến cho con đà điểu số 7. Cách làm là như thế. Các em có thể bấm dừng video lại và làm bài. Các em làm bài xong chưa? Bây giờ cô và các em cùng nhau sửa bài nhé. Cô thấy quả trứng có phép tính 1 cộng 9 bằng 10. Cô mang cho con đà điểu số 10. Tiếp đến là quả trứng 3 cộng 7 bằng 10. Cô mang cho con đà điểu số 10. Và quả trứng có chứa phép tính 2 cộng 8 cũng bằng 10, cô mang cho con đà điểu số 10. Cô nhìn thấy phép tính 3 cộng 4 bằng 7, cô mang cho con đà điểu số 7. Và cô nhìn thấy quả trứng gân con đà điểu số 10 cũng có kết quả là bằng 10. Đó là 4 cộng 6, cô sẽ mang quả trứng này cho con đà điểu số 10 quả trứng. 5 cộng 5 cũng bằng 10, cô mang cho con đà điểu số 10. Và còn lại một quả trứng. Mang phép tính 1 cộng 6 bằng 7, cô mang cho con đà điểu số 7. Vậy, kết quả của các em có giống với cô không nào? À, các em giỏi lắm. Các em đã giúp hai con đà điểu tìm được trứng của mình. Của có lời khen các em nhé. Tiếp theo các em chuyển sang bài tập số 8. Bài tập số 8 yêu cầu như sau: xem tranh và viết hai phép cộng trong phạm vi 10. Bây giờ các em hãy quan sát tranh và phân tích tranh để tìm hai phép cộng trong phạm vi 10 có liên quan đến bức tranh nhé. Đầu tiên, các em hãy quan sát ở phía trên có một 2 con chim màu vàng đang bay và có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con chim màu đỏ đang đậu trên cành cây. Như vậy, có tất cả là 9 con chim, gồm 7 con chim màu đỏ đang đậu trên cành cây và 2 con chim màu vàng đang bay. Dựa vào hình ảnh này, cô viết được phép cộng tương ứng như sau. 7 cộng 2 bằng 9. Tiếp theo, các em hãy quan sát ở phía dưới bức tranh. Ở phía bên trái có 1, 2, 3 con gà màu xanh. Và ở phía bên phải có 1, 2, 3, 4, 5, con gà màu hồng. Như vậy có tất cả là 8 con gà, gồm 5 con gà màu hồng và 3 con gà màu xanh. Dựa vào số gà này, cô viết được phép cộng tương ứng như sau. 5 cộng 3 bằng 8. Như vậy, chúng mình vừa thực hành xong yêu cầu của bài tập 8 rồi nhé. Tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các em. Chúc các em học giỏi, chăm ngoan, vâng lời ông bà cha mẹ và thực hiện tốt 5K phòng chống dịch bệnh COVID-19.